Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi tôi giúp cho các bạn giáo lý giữ tòng thì hay hỏi các bạn những điều liên quan đến Kinh Thánh, cái riêng là những ảnh tượng thánh này thánh kia, và điều đặc biệt là cho các bạn đoán trong 12 tông đồ xem ai là ông nào. Trong 12 tông đồ, khi mà nhìn vào những ảnh hoặc nhìn những cái tượng thì ông nào cũng có râu, ông nào áo cũng giống nhau, giả giống nhau, nên gần gần giống nhau. Nhưng mà có một ông ấy thì tất cả các bạn hay tất cả mọi người trong chúng ta đây biết chắc, nhắm mắt vào nói cũng trúng. Đó là ông nào nhỉ? Có một ông chắc chắn không sai lầm. Trong 12 tông đồ, nếu mà phải đưa cho chúng ta bảo ai, ông này là ông nào, ông này là ông nào, thì có một ông chắc chắn mình bảo đây là ông đó. Đó là ông Phêrô. Tại sao mình dám chắc như thế? Dạ xin thưa, bởi vì hầu như tất cả mọi bức tượng, bức ảnh của Phêrô trên tay đều cầm một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa. Nên nhắm mắt vào, mình nói công chúng, đó là ông Phêrô. Tại sao là Phêrô? Dạ xin thưa, trên tay ông cầm chìa khóa. Những bức ảnh bức tượng đó là gợi hứng từ bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa trao cho Phêrô chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Chiếc chìa khóa này có một cái quyền lực vô cùng lớn. Ở trong bản tiếng Việt và trong bức hình thì mình nhìn thấy Phêrô cầm một cái chìa, một chìa khóa. Như trong bản văn tiếng Hy Lạp thì chúng ta biết là Phêrô, Chúa trao cho Phêrô là những chìa khóa. Ít nhất là hai. Chúa trao cho Phêrô những chìa khóa. Nên không lạ gì có một số bức hình chúng ta thấy Phêrô nhận từ nơi Chúa hai cái chìa. Một cái chìa bằng vàng có hướng lên, một cái chìa bằng bạc hướng xuống. Nên không phải một chìa. Ở trong tiếng Việt bên đây là thầy trao cho anh chìa khóa nước trời, thường chúng ta hiểu là một cái, nhưng trong bản văn gốc thì nói là Chúa trao cho Phêrô, thầy trao cho anh những chìa khóa. Muốn nói là Phêrô có quyền tháo cởi ở dưới đất và có quyền mở cửa ở trên trời. Ai vào thiên đàng, ai ra thiên đàng, gần như là Chúa trao cho Phêrô cái quyền đấy. Một cái quyền mà không thể mà tưởng tượng được. Tại sao một con người kém cỏi như Phêrô, nóng nảy như Phêrô, chài lưới như Phêrô mà lại có quyền như thế? Nếu chúng ta đặt câu hỏi đó thì chúng ta sẽ thấy ở trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời theo mạch văn. Trước khi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa này thì Chúa đã hỏi các môn đệ hai câu hỏi. Người ta nói thầy là ai? Và các môn đệ sau khi nghe người khác nói về thầy, hoặc có thể các ông đã nghe trước đó rồi, thì trả lời cho Chúa Giêsu. Người thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác thì bảo là ông Jeremia hay là một trong các vị ngôn sứ. Đó, người khác nói về thầy như thế đấy. Không hoàn toàn sai, nhưng mà không chính xác. Ông Elia là một nhân vật rất quan trọng, rất tuyệt vời, sống trước Chúa Giêsu 6-7 thế kỷ. Jeremia cũng là một ngôn sứ lớn, Gioan Tẩy Giả cũng một ngôn sứ rất lớn. Nên ba nhân vật này đều là những ngôn sứ lớn. Nên người ta ví Chúa Giêsu hay so sánh Chúa Giêsu như một ngôn sứ rất lớn trong Cựu Ước, tuyệt vời. Nhưng mà Chúa Giêsu thấy không đúng, chưa chuẩn. Nên Chúa Giêsu hỏi tiếp các môn đệ một câu nữa. Còn anh em bảo thầy là ai? Nên Chúa Giêsu không bằng lòng với câu trả lời của người ta, không hoàn toàn chính xác. Thì lúc đấy Phêrô đã đại diện cho các môn đệ nói một câu rất ngắn gọn, rất chuẩn xác. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấng Kitô tức là đấng mà muôn dân, đấng mà người Do Thái bao nhiêu ngàn năm mong đợi thì bây giờ đã xuất hiện rồi. Mà Đấng Kitô này không phải là con người mà là con Thiên Chúa hằng sống. Ngài vừa là đấng người Do Thái mong đợi bao nhiêu ngàn năm nay và là con Thiên Chúa hằng sống. Nên rất là chuẩn xác. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã khen Phêrô và Chúa Giêsu nói Phêrô được chúc phúc và không phải là phàm nhân mặc khải cho ông ấy, nhưng mà Thiên Chúa mặc khải cho ông ấy. Một cơ hội rất tuyệt vời.
Đó, sau đó thì Chúa Giêsu đã trao chìa khóa nước trời cho Phêrô. Đặt vấn đề một chút, chúng ta thấy là tại sao Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô? Dạ xin thưa là bởi vì Phêrô đã trả lời rất chuẩn xác. Chúa là ai? Đức Giêsu là ai? Còn những người khác chỉ nói là ông Jeremiah, ông Elia hay một vị ngôn sứ nào đấy, không chuẩn xác. Còn Phêrô đã nói rất chuẩn xác. Rồi Chúa Giêsu nói anh là đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy. Nên Phêrô vừa được trao chìa khóa nước trời, vừa là tảng đá để trên đó mà Thiên Chúa xây dựng hội thánh. Nên theo mạch văn chúng ta có thể ngầm hiểu là sở dĩ Chúa đặt để Phêrô là đá, trên tảng đá đó Chúa xây hội thánh, Chúa trao cho Phêrô chìa khóa cầm buộc tháo cởi, ấy là bởi vì ông Phêrô đã biết rất rõ Chúa. Nhưng mà tại sao Phêrô lại trả lời chính xác như thế, còn những người khác thì không trả lời chính xác, người ta chỉ trả lời tương đối thôi. Thì mạch văn cũng cho chúng ta thấy, hoặc chúng ta có thể hình dung một chút, các môn đệ là những người mà được Chúa gọi đi theo sát Chúa, ăn ở với Chúa, sống với Chúa. Chúa ăn gì các ông ăn đấy, Chúa đi đâu các ông đi theo đấy, Chúa làm gì các ông nhìn thấy, Chúa nói gì các ông nghe thấy, Chúa vào nhà nào các ông vào nhà đó. Và nói xin lỗi, có thể Chúa ngủ ở chỗ nào không cũng ngủ ở chỗ đó. Tức là những con người mà theo sát Chúa, ở bên cạnh Chúa 24/24, các môn đệ. Có lẽ chính vì vậy mà các môn đệ biết rất rõ Chúa. Và Chúa Phêrô đã thay cho các môn đệ trả lời một câu rất chuẩn xác. Nên sở dĩ người ta biết rõ Chúa, các môn đệ biết thầy mình là ai, là bởi vì gần Chúa, rất gần Chúa. Nên càng gần Chúa bao nhiêu thì người ta càng biết rõ Chúa bấy nhiêu. Còn những người mà xa xa, những người đám đông mà theo Chúa ở xa xa, chỉ chứng kiến phép lạ của Chúa làm, rồi sau đó xa xa ngó, nghe, nhìn thì không chuẩn. Nói về Chúa chỉ tương đối thôi, tương đối không chuẩn. Nên Phêrô là người, hay các môn đệ mà Phêrô đại diện là những người mà gần gũi Chúa nên biết rõ về Chúa. Nên Chúa Giêsu không chấp nhận một câu trả lời chung chung, một câu trả lời mơ hồ về Chúa, mà Chúa Giêsu muốn một câu trả lời chính xác. Ta là ai? Các con bảo ta là ai? Và có lẽ có đó là câu hỏi cho mỗi người chúng ta ngồi đây. Quý bà anh chị em đi lễ rất đông tạ ơn Chúa. Chủ nhật nào sáu xứ Thái Hà, năm sáu thánh lễ đều đông cả. Chúng ta đi trước tiên vì luật. Nếu không vì luật buộc thì có thể chúng ta không đi lễ. Nhiều người chắc không đi lễ. Nhưng mà chắc chắn trong số chúng ta đây, nhiều người đi 2-3 lần. Lễ hôm qua, lễ hôm nay, có thể đi lễ sáng, lễ tối. Thì chắc chắn chúng ta đi về lòng yêu mến, vì mến Chúa, vì yêu mến anh chị em, và nhiều khi mình muốn đến với nhà thờ gần gũi Chúa. Thì chúng ta đi cho dù chúng ta giữ đạo vì luật, đến với Chúa vì luật, hay cho dù chúng ta đến vì lòng yêu mến, thì điều quan trọng nhất là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ ngày hôm nay, có lẽ cũng phải, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Một lúc nào đấy Chúa sẽ hỏi mình, các con nói ta là ai? Bao nhiêu năm rồi các con theo đạo? Bao nhiêu lần rồi các con đi lễ? Bao nhiêu lần rồi các con tuyên xưng ta là Chúa của các con? Nhưng mà bây giờ nếu ai hỏi các con thầy là ai đối với các con thì các con trả lời như thế nào? Có khi mình lúng túng. Có thể quý bà anh chị em cũng lúng túng, những người lớn tuổi cũng lúng túng, hay là các anh các chị mà lấy vợ lấy chồng theo đạo có thể lúng túng. Có thể đêm nay Chúa Giêsu biết đâu Chúa Giêsu hiện ra bên cạnh mình, Chúa Giêsu đập mình dậy đang ngủ, thầy là ai đối với con, trả lời cho thầy nghe. Còn cái khối người lúng túng không biết trả lời như thế nào. Con chỉ biết theo đạo, con chỉ biết giữ luật, con chỉ biết đi nhà thờ. Thì mấu chốt ở vấn đề ở đây ấy, là cái sự gần gũi. Gần gũi, nếu mình gần Chúa, mình kết hợp với Chúa, mình chịu khó nghe Chúa, mình sống gần gũi với Chúa thì mình sẽ có câu trả lời chính xác như Phêrô. Nên mỗi lần đi lễ, mỗi lần đến với Chúa, chầu thánh thể, lần chuỗi, lòng Chúa thương xót, mân côi, vân vân, là một lần chúng ta gần Chúa. Thì chúng ta nên tận dụng cơ hội đấy để chúng ta hiểu Chúa hơn, biết Chúa hơn. Và khi hiểu Chúa hơn và biết Chúa hơn rồi, thì khi mà Chúa hỏi mình, thầy là ai đối với con? Hay là người khác hỏi, ông Giêsu là ai mà ông bà anh chị em theo, đang theo đấy là ai? Mình sẽ trả lời chính xác. Còn nếu như mình chỉ đi lễ vì luật hoặc là mình xa Chúa, mình xa Chúa thì mình sẽ không có câu trả lời chính xác đâu. Nên cái làm nên giá trị của Phêrô ở đây là ông biết rõ Chúa, được Chúa chúc phúc, nhưng mà ông gần gũi Chúa. Nhờ vậy mà ông trở thành tảng đá, trên đó Chúa xây giáo hội của Chúa. Nhờ vậy mà Chúa đã trao cho ông chìa khóa
không phải một cái mà hai cái, có khi còn nhiều cái nữa. Bởi vì quyền cầm buộc và tháo cởi, muốn nói là giáo huấn, Phêrô có quyền giáo huấn, Phêrô có quyền đưa ra những bài học, Phêrô có quyền cấm chuyện này, có quyền cho phép chuyện kia. Chúa trao cho Phêrô quyền rất lớn, nhưng mà Chúa trao cho quyền Phêrô chuyện lớn như vậy là nhờ ông ấy biết Chúa, ông gần Chúa, ông hiểu rõ Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, cái làm nên giá trị của Phêrô thì cũng làm nên giá trị của mỗi người chúng ta. Sở dĩ chúng ta có giá trị, sở dĩ chúng ta mà gọi là được Chúa yêu thương, được Chúa trao cái điều này điều kia, ấy là chúng mình có gần Chúa hay không. Nên càng gần Chúa, càng hiểu Chúa, càng biết rõ về Chúa thì mình càng có giá trị. Và như thế chắc chắn Chúa sẽ vui, Chúa sẽ trao cho mình những trách nhiệm này, trách nhiệm kia. Và đặc biệt là Chúa sẽ một ngày nào đó ở khi mà gần Chúa thì mình sẽ có thể nói là con biết rõ Chúa và con tuyên xưng Chúa Thầy là Đấng Messiah, con Thiên Chúa hằng sống, Đấng cứu độ chúng con. Nhờ tin vào Thầy mà chúng con được cứu độ, nhờ tin vào Thầy mà chúng con được yêu mến, nhờ tin vào Thầy mà công việc của chúng con, việc làm của chúng con, cuộc sống của chúng con được bình an, bởi vì có Thầy đang ở bên cạnh chúng con. Nên chỉ có người nào mà cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, một vị Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa luôn ở bên mình sẽ dễ trả lời một cách chính xác hơn. Nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ, chúng ta đi tốt, tạ ơn Chúa vì chúng ta đến với Chúa vì luật buộc, nhưng mà thêm một bước nữa, chúng ta đi về lòng yêu mến. Đã bỏ một tiếng đồng hồ ra để ngồi ở đây thì cả tâm hồn, cả thân xác chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để có một cái tương quan gọi là đích thân với Chúa. Nhất là lúc mình rước Chúa, mình sẽ hỏi Chúa, mình dâng cho Chúa những niềm vui, nỗi buồn của mình. Hỏi Chúa, Chúa là ai đối với con là ai đối với Chúa? Tại sao con đi lễ vào mỗi ngày Chủ nhật? Tại sao con phải giữ đạo? Tại sao con phải giữ điều răn, vân vân. Mình có một tương quan đích thân với Chúa và như thế thì mình chắc chắn mình sẽ có câu trả lời là Chúa là ai đối với mình. Còn không bao giờ mình đặt câu trả lời, không bao giờ mình đặt câu hỏi, mình chỉ biết đi lễ là đi lễ, rửa tội cho con là rửa tội cho con, lấy vợ lấy chồng theo đạo và người ta thế nào mình như thế, thì coi chừng mình cũng sẽ biết Chúa hời hợt như là những người đi theo Chúa xa xa, không chắc chắn, không rõ ràng. Nên xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta đi tham dự thánh lễ là dịp chúng ta gần Chúa. Gần Chúa bằng thân xác, gần Chúa bằng cả tâm hồn. Và khi chúng ta gần Chúa bằng thân xác và tâm hồn thì chúng ta chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác về Chúa. Và điều đó sẽ làm Chúa vui và chúng ta sẽ hạnh phúc, bởi vì chúng ta thuộc về một gia đình thánh, một gia đình mà Chúa nói là trên tảng đá này Thầy xây dựng hội thánh của Thầy. Chúng ta thuộc về Chúa, hội thánh là của Chúa, không quyền lực nào có thể phá vỡ được. Cho dù có bị ép buộc, cho dù có bị đàn áp, ngay cả nhà thờ có thể bị phá đổ, hay là người ta bị giết, bị bắt bớ, không bao giờ, không cái gì có thể phá đổ được hội thánh, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa. Hội thánh là hội thánh của Chúa, chứ không phải của Phêrô, không phải của ai, mà hội thánh là của Chúa. Nên chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta thuộc về một gia đình là hội thánh, là của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta gần gũi Chúa mỗi ngày khi chúng ta tham dự thánh lễ. Tuần này chúng ta gần gũi Chúa hơn tuần trước, và tuần sau chúng ta sẽ gần gũi Chúa hơn tuần này. Đó là điều mà Chúa mong muốn, và đó cũng là điều mà chắc chắn một ơn cứu độ dành sẵn cho chúng ta khi chúng ta tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Amen.